Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình công thương phát sóng trên kênh VTV1 của Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình hôm nay chúng tôi xin dành toàn bộ thời lượng của chương trình để phản ánh về việc đẩy mạnh xuất khẩu của Việt Nam trong năm 2019 với phóng sự Xuất khẩu 2019 nhiều giải pháp tích cực. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung chương trình. Thưa quý vị, thưa các bạn, năm 2018 khép lại với nhiều kết quả nổi bật về việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế. Chỉ tính riêng lĩnh vực xuất nhập khẩu, quy mô xuất khẩu tiếp tục tăng và thị trường ngày càng được mở rộng. Những ngành hàng xuất khẩu chính của Việt Nam như là dệt may, da giày, gỗ đang đặt nhiều kỳ vọng vào những cơ hội bứt phá mạnh mẽ hơn trong năm 2019. Năm 2018, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam đạt hơn 482 tỷ đô la Mỹ. Tăng 12,64% so với năm 2017. Trong đó, xuất khẩu tăng mạnh đạt gần 245 tỷ đô la Mỹ và tăng 13,8% so với năm 2017. Hoàn thành vượt mức chỉ tiêu do Quốc hội và Chính phủ đặt ra từ 8 đến 10%. Nhập khẩu được kiểm soát tốt, cán cân thương mại duy trì thặng dư năm thứ 3 liên tiếp. Năm 2018, khu vực kinh tế trong nước chuyển biến tích cực khi đạt tốc độ tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu cao hơn khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Trong tổng kim ngạch xuất khẩu gần 245 tỷ đô la Mỹ thì khu vực kinh tế trong nước đạt gần 69,2 tỷ đô la Mỹ, tăng 15,9%, chiếm 28,3% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trong năm 2018 có 29 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm tới 91,7% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Trong đó đáng chú ý có 9 mặt hàng đạt trên 5 tỷ đô la Mỹ và 5 mặt hàng đạt trên 10 tỷ đô la Mỹ. Tăng trưởng của một xuất khẩu như ta nói đây. Chúng ta có rất có nhiều mặt hàng có kim ngạch trên 10 tỷ đô la, 29 mặt hàng có kim ngạch trên 1 tỷ đô la. Lần đầu tiên kim ngạch xuất khẩu nông sản đạt trên 40 tỷ đô la. Ở tất cả các thị trường ở Việt Nam có ký hiệp định thương mại tự do đều ghi nhận tăng trưởng vượt trội, như xuất khẩu trong thị trường Hàn Quốc tăng 23-24%, thị trường ASEAN tăng 13,7%, trong thị trường Nhật Bản tăng 12,9%, Trung Quốc thì tăng gần 20%. Và cái điều quan trọng, một cái chút siêu của chúng ta đó, là phần lớn là sang các thị trường phát triển. Các nước phát triển, Nhật Bản, Mỹ, EU. Đến giữa tháng 1 năm 2019 thì các số liệu mà đã đổ dần về thì chúng tôi cũng thấy rằng đã tiệm cận cái con số là 9 tỷ đô la Mỹ cho toàn ngành. Thì tất nhiên là có thể cái con số nó chưa phải là tuyệt đối để đạt được cái 9 tỷ, nhưng nó cũng là một cái khích lệ rất là lớn trong cái bối cảnh năm 2018 khá nhiều khó khăn. Dựa trên những cái đánh giá của cái hiện trạng về thị trường thế giới, rồi cái sản xuất trong nước, rồi vấn đề cạnh tranh với các cái nước xuất khẩu, chúng tôi cũng đặt ra một cái con số là sẽ gia tăng thêm 1 tỷ đô la Mỹ nữa, tức là chiếm khoảng 30% cái lượng gia tăng mà Bộ Nông nghiệp đặt ra cho toàn ngành nông nghiệp. Với 1 tỷ đô la đấy thì con số mà đối với ngành thủy sản 2019 sẽ là 10 tỷ đô la. Thì trong đó tất nhiên là ba cái nhóm mặt hàng chủ lực tôm, cá tra và hải sản sẽ đều phải có những cái kế hoạch riêng hoặc là những cái mấu chốt để mà bám sát cái sự cạnh tranh hiện nay để gia tăng được cái xuất khẩu, để đảm bảo rằng là 1 tỷ đô la được gia tăng đấy có sự đóng góp của cả ba nhóm ngành hàng chính. Năm 2018 thì ngành da giày vẫn có cái mức tăng trưởng rất là tốt với đạt 10%, và cái tỷ trọng hiện nay ước tính là 19,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó thì riêng giày dép là khoảng 16 tỷ. Thì với cái mức độ tăng trưởng như vậy thì có thể đánh giá được rằng ngành da giày vẫn đang có những cái lợi thế và để tiếp tục phát triển hiện tại cũng như trong tương lai. Chúng ta cũng biết rồi thì các cái hiệp định vừa mới được thực thi như CPTPP sẽ là một cái cú hích rất là tốt để cho mức độ tăng trưởng của ngành da giày. Trong đó thì cái tỷ trọng mà các nước nhập khẩu trong khối CPTPP đối với mặt hàng da giày đều là những cái thị trường rất là tiềm năng và có cơ hội phát triển. Ví dụ như thị trường Nhật, rồi thị trường Canada, thị trường Úc, New Zealand. Thì chúng tôi kỳ vọng rằng với cái mức độ như vậy thì năm 2019 thì mức độ tăng trưởng của ngành da giày vẫn đạt cái tốc độ từ 10 cho đến 12%. Hiện nay cái duy trì tăng trưởng ngành gỗ trong 3 tháng vừa qua
luôn đạt mức từ 15%. Trong năm 2018 này, cơ cấu phát triển các doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển đồng đều khắp ba miền Bắc chúng ta. Đó chứng tỏ rằng nếu chúng có chính sách tốt hơn nữa, nhà nước quan tâm hơn nữa, các bộ ngành hơn nữa, thì nước Việt Nam sẽ là một quốc gia một mang tên một tên thương hiệu quốc gia sản xuất gỗ Việt Nam. Hay nói là một công xưởng sản xuất gỗ Việt Nam. Và chúng tôi sẽ cố gắng đạt được mức là Thủ tướng giao cho năm 2025 đạt được 20 tỷ đô la xuất khẩu. Vừa hơn nữa, vâng. Nếu đạt được cái điều đó thì quan trọng nhất là thu đủ nước là vấn đề cung cấp nguyên liệu. Và trong đó trong nước phải đạt được 50 triệu nhập khẩu nguyên liệu. Thứ hai là gì? Để đáp ứng được cái 20 tỷ này, không cách nào khác phải áp dụng công nghệ. Đối với một cái ngành công nghiệp dệt may của chúng ta, bây giờ chúng ta xuất khẩu một năm trên 30 tỷ rồi. Và bây giờ sản xuất trong nước thì chúng ta đang ở cổng con số khiêm tốn khoảng trên 4 tỷ đô la trong tổng cái sản xuất của trong nước, của trong nước. Nhưng cái điều quan trọng nhất rằng là những thương hiệu của chúng ta sản xuất để xuất khẩu ra thị trường thế giới thì chưa có một cái báo cáo tổng hợp, chưa có một cái kênh thông tin chính thống để đến đối với cộng đồng doanh nghiệp cũng như là đối với người tiêu dùng trong nước và người tiêu dùng thế giới. Tôi nói ví dụ rằng là thứ nhất là cái ngành công nghiệp sợi của Việt Nam. Thì hầu hết một năm chúng ta xuất khẩu trên 3 tỷ đô la tiền sợi là đều mang thương hiệu của các doanh nghiệp chúng ta. Các doanh nghiệp. Thì đến bây giờ thì chúng ta cũng chưa có đưa ra cái kênh thông tin này ra cộng đồng doanh nghiệp cũng như là ra thế giới. Cái lĩnh vực thứ hai mà chúng ta cũng xuất khẩu bằng thương hiệu của chúng ta đó là sản phẩm khăn mặt các loại. Một năm chúng ta xuất khẩu hàng trên 1 tỷ đô la tiền khăn thì cũng đều là thương hiệu của Việt Nam hết. Đấy, thương hiệu của Việt Nam hết. Cái vấn đề thứ ba là các cái thương hiệu liên quan đến xuất khẩu các sản phẩm vải. Vải hiện nay chúng ta xuất khẩu một năm gần 1 tỷ đô la. Các loại vải thì cũng là mang thương hiệu Việt Nam. Hay là cái phụ liệu may chúng ta xuất khẩu khoảng 450 triệu đô la Mỹ một năm cũng là thương hiệu Việt Nam. Hay là các thương hiệu sản xuất các cái sản phẩm vải địa kỹ thuật cho công nghiệp làm đường hay là vải làm lốp ô tô, làm lốp xe máy là cũng thương hiệu Việt Nam. Bộ Công Thương nhận định xuất khẩu hàng hóa năm 2019 tiếp tục có nhiều thuận lợi nhờ môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ. Những đổi mới trong cải cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục đầu tư, trong hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp. Doanh nghiệp đổi mới, sáng tạo sẽ thúc đẩy sản xuất, tạo thêm nguồn hàng cho xuất khẩu. Đặc biệt, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2019 và Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam EU EVFTA dự kiến được ký kết và có hiệu lực trong năm 2019, đã và đang tạo ra sức hút mới cho đầu tư trực tiếp nước ngoài, giúp Việt Nam có thêm năng lực sản xuất mới. Để góp phần đạt tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước năm 2019 tăng 6,8%, ngành công thương quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu cơ bản. Trong đó, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9-10%, xuất khẩu năm 2019 dự kiến đạt khoảng 265 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 8-10% so với năm 2018. Nhập khẩu khoảng 268 tỷ đô la Mỹ, tăng khoảng 11,7%. Nhập siêu ước khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, tỷ lệ nhập siêu so với kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức dưới 2%. Tôi nhất trí với những cái mục tiêu mà các đồng chí đưa ra. Chỉ số thị công nghiệp PIB tăng 10%, cân đối xuất nhập khẩu 265 tỷ tăng 10%, nhập khẩu 285 tỷ tăng 11,7%. Nhưng mà nhập siêu 3 tỷ để nhập siêu số kim ngạch xuất khẩu tiếp tục duy trì ở mức 2%. Tiếp tục xử lý cách cân bằng hơn các vấn đề xuất nhập khẩu, xúc tiến thương mại và phát triển thị trường ngoài nước. Một lần nữa chúng ta nhắc lại cụm từ thị trường và thị trường. Đấy. Ta phải nói điều này với mọi doanh nghiệp, với mọi người dân. Từng thống đốc thương mại, từng đồng chí lãnh đạo chính phủ, các bộ trưởng có liên quan về mục tiêu một thị trường cho phát triển kinh tế Việt Nam, trong đó có thị trường công thương. Tôi cũng lưu ý các ông chí có quan tâm hơn nữa dịch vụ thị trường và thị trường trong nước, thị trường xuất khẩu hướng vào những thị trường lớn và đi liền với các thị trường ngoài nước, có thể phòng vệ thương mại, hội đồng cạnh tranh phải được tăng cường, củng cố và những cái thị trường tiềm năng khác. Để đạt được mục tiêu quốc hội giao,
đặc biệt là về tăng trưởng xuất khẩu, đồng thời đảm bảo tỷ lệ nhập siêu so với tổng kim ngạch xuất khẩu dưới 3%. Năm 2019, Bộ Công Thương xác định cần phải tiếp tục bám sát diễn biến của thị trường để có các phương án sản xuất kinh doanh tối ưu nhằm đóng góp tốt hơn cho tăng trưởng GDP đối với các ngành công nghiệp, đẩy mạnh phát triển thị trường ngoài nước, khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do FTA và ứng phó một cách chủ động, có hiệu quả với các xu thế bảo hộ và hàng rào kỹ thuật ở các thị trường trên thế giới, tăng cường công tác xúc tiến thương mại, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, đổi mới phương thức nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, tìm kiếm và mở rộng thị trường xuất khẩu đi đôi với khai thác, phát huy vai trò thị trường trong nước, tạo thuận lợi thương mại kết hợp với ổn định tổ chức lực lượng quản lý thị trường trên phạm vi cả nước nhằm tăng cường quản lý, kiểm tra thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện các hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, phục vụ kiểm tra chuyên ngành, đồng thời là hàng rào hiệu quả, kiểm soát tốt chất lượng hàng hóa, thiết bị nhập khẩu, chú trọng nâng cao năng lực hội nhập quốc tế, trong đó tập trung phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế trong hệ thống chính trị, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, thực hiện các biện pháp chính sách để phát huy tận dụng các cơ hội phát triển và hạn chế tác động tiêu cực do mặt trái của hội nhập gây ra. Tiếp đó là đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện cắt giảm các điều kiện kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp, tiếp tục gia tăng sản lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết, công khai, minh bạch hoạt động cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc nâng cao hiệu quả, hiệu lực của quản lý nhà nước. Bộ Công Thương xác định năm 2019 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020. Bộ Công Thương đã đề ra phương châm hành động là kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá. Hy vọng từ những kết quả tốt đẹp của năm 2018, năm 2019 với những giải pháp cơ bản của Bộ Công Thương cùng sự chung tay của các bộ, ngành, sự đóng góp bền bỉ của cộng đồng doanh nghiệp, năm 2019 tiếp tục sẽ là một năm thành công trong hoạt động xuất nhập khẩu.